cận cảnh xe côn tay của SYMV F185 mới ra mắt, quyết đối đầu Exciter và Winner X. Tại triển lãm VMS 2024, SYM giới thiệu mẫu côn tay VF185, xe lắp ráp trong nước và có thể sớm bán tại Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm VMS 2024, hãng xe Đài Loan, SYM lần đầu giới thiệu mẫu xe côn tay Underbone mang tên VF185. Nhiều khả năng VF185 sẽ sớm được bán cho khách Việt, cạnh tranh Yamaha Exciter 155 và Honda Winner X. Các kích thước dài, rộng, cao của VF185 lần lượt 2000mm x 740mm x 1150mm, chiều cao yên 800mm, trọng lượng ướt 135kg. Kích thước này của SYM VF185 là khá tương đồng Yamaha Exciter 155. Mâm trước bằng thép, đường kính 17 in. Giảm sóc trước dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực. Mâm sau cũng sử dụng chất liệu thép với kích thước 17 in. Giảm sóc sau kiểu cánh tay đòn đơn. Đĩa phanh trước đường kính 250mm, đĩa phanh sau đường kính 200mm. VF185 được trang bị phanh ABS 2 kênh. Đầu xe góc cạnh, cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, gồm 2 đèn pha rời và 1 đèn bi cầu trung tâm. Cận cảnh cụm đèn hậu của SYM VF185. Tay nắm dắt xe của mẫu côn tay có thiết kế khá ấn tượng. Cận cảnh mặt đồng hồ VF185. Viền đồng hồ có họa tiết trang trí vân carbon. Xe sử dụng khóa điện tử Smart Key, khởi động điện. Yên xe 2 tầng bổ sung tính thể thao, nhưng phần yên sau nhô cao có thể gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Bên dưới yên xe là bình xăng dung tích 7 lít. Xe đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4. SYM VF185 cũng được trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI. VF185 sử dụng động cơ xi lanh đơn 4 thì, dung tích 183cc, cho công suất tối đa 19,7 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 17,46 Nm đạt được ở 7.500 vòng trên phút. Mẫu côn tay sử dụng hộp số 6 cấp, tốc độ tối đa có thể đạt được là 123 km/h.